Mọi người nhảy đâu ấy mọi người ơi. Không Đi biết đâu không đây? ơi. Ui, nhiều đồ đẹp vậy, cho tôi xin một bộ đâu. Về nhà nữa hả? Toàn các dân chơi này. Chicken. Chicken. Chicken có bộ Không có bikini chiếc xinh xe nha. đẹp kìa. Không có chiếc xe Không có đẹp ông kìa. bikini xinh mà. Không, tôi thích cho Đây thành nhảy giáp đây và đâu thành ơi. giáp hơn. Thôi quân sự tay yếu lắm cản trên đi tình ơi. Con gà gánh rồi kìa. Con gà. Tôi là sẵn sàng là dang rộng vòng tay để gọi là gánh đồng đội của mình, nhưng mà sức Gánh nó đường không không biết. sức người có hạn bạn ạ. Gánh lên hay gánh xuống? Tôi Đi là xe luôn sức người có hạn. à. Xe ba này. Ủa khi Thôi chỉ nào cần thì gánh mới thôi. được đi chung xe vậy ta? Xe ba. Cái gì xe Ba 3, xe vé là 4 sao ta? mà. À xe Ba ba. vé, Ba xe vé. 4. À. Hình như tôi thấy là triệu bọn nó rưỡi xuống My trước rồi. ơi. Một hàng này. Sao bạn biết 8 triệu Thì ba vé. rưỡi? À. Một tim. Tụi nó đi Quá xe cao luôn ông rồi, ơi. đu tới C luôn ông ơi. Có tim đu C luôn rồi. Theo mình xuống đây luôn Sớm hay như rồi. nào? Đu luôn, đu luôn. Đu luôn, Ok, đu ok. luôn, đu Coi như luôn. xe luôn ông ơi. Ok. Xe luôn. Hình như có một Thằng thằng, này hai thằng nó thôi đúng không? có hai thằng à, hai thằng à. Ok, mình 4 với 2 thì theo số lượng là mình hơn đúng không? Quan trọng là chân chưa chạm đất mà nó có súng thì ăn cứt. Em xuống dưới. Ca có người nha. Nó có súng rồi nha, nó có súng rồi đó. Nó có súng rồi đó. Mình cũng Rồi, có. nghe tiếng chân rồi này. Mình sợ cái Nói gì gì trên đâu. máy rồi? Ông tầng 1, tôi tầng Mình chưa. 2. Ủa, ông lên tầng 2 luôn rồi hả? Tôi từng hai từ lúc nãy mà bán. Chưa Bạn có sao đấy? súng nè. Nó chạy rồi. Mà mới Đéo có Nó súng chạy đâu ông rồi, yên ơi, tâm. ăn cứ cơ ông ơi. Tôi có, Mình nó có chạy ăn cứ rồi, bạn cứ rồi. yên tâm đi. Đây đây, có DB28 rồi. Sao các bạn lại cứ bi Ê, quan đây, có là ốp ăn hai viên luôn. ăn gì không ăn lại cứ ăn đi ăn cái đấy thôi, chạy kiểu gì. Đi 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 đi. Sang Đấy giết ông hai có thằng đấy súng không? nè. Đi, Xe trong sang. hàng à. Làm em sợ. Không mũ không giáp nha. Alo 1 2 3 4. Tầng 2 đó, tầng 2 em ơi. Từ Anh xuống từ. táp nha. Nhấp nhả thôi, nhấp nhả thôi. Xuống táp đấy, không phải xuống sấy đâu. Nào, Hai trên hay đầu. sao? Nào, đừng có chửi À, bậy. phòng phòng trong ông ơi. Nó có shotgun, nó có Phòng shotgun bên đấy, trái anh nó có ơi. shotgun đấy. Thôi. Rồi. Mấy thằng mặc thánh giáp này. Nó có máu không? Đang bơm máu. Ông kia mới nói gì á, động chạm á nha. À đâu, Ừ tôi thì nói em nó cũng mà, đang ơ nghe kìa, bạn làm mà. sao ấy Ghê có người nha. Ờ. Ông mới nói gì đó. nhở? Tôi Ông nói nói nó qua cho mà. vui. Bạn làm sao ấy Ừ, nhở? cái lò Vui với lõ vui bạn á. ơi. Về lại xe ngoài đi. Nhà đá với ca có người á. Anh có máu không cho bé coi. Có máu này. Không, anh Nó chưa có cái gì có. hết. Bao Có đi máu không này, thì sao có đây, thôi. sao đây? Sao đây, mi? Ông kia động chạm quá. Thế thôi nha, không 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 cho máu nữa nhá. Nôn ra đây. Ơ kìa. Đâu, tôi sao đứt ông này, ông ở đâu vậy? Đây. Ông ơi, chưa thấy, chưa thấy. Chưa thấy mới Kìa, nó đẩy đang nhà sang. ca kìa. Mình Sao em là mới nghe tiếng xe vậy? thừa nước đục thả câu bạn hiểu Không, không có xe. Nhà ca. Đây, 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 một thằng nha, một thằng. không? Vãi. Á đù, chào có. Cày thế. Lắp Chảo, chảo, chảo lắp ông ơi, chảo. chảo. Lắp chảo có một thằng. Thấy, thấy. Để em chơi nóc chảo vô. Về lại xe đi mọi người. Hai viên bay hú ở đây em ơi. Chứ không đẩy ra bọn kia à? Chảo có. Vướng một chảo nè. Rồi, gạt một bên K này. Nhẹ người.
rồi đó. Còn ấy, đẩy sang luôn. Được. Liên nốt team đấy rồi đó, bị nhiều nó móc. 3k đúng không? Đi đi đi, chơi cờ chơi đi. Chào. Sao nó thấy em này nó ăn đồ? Lấy xe kìa. Nó ra lấy xe kìa. Nó. Đúng rồi, con lợn đó đó. Hay quá, ông có hát không á? Không. Ông có hát câu đó. Nghĩ theo cái xe nó có hát tôi... không? Tôi bị không mấy lần tôi nợ mình ăn mà. Lắm rồi nha. Thằng trên chảo đó đi. Ê, cho thằng này cho tôi chém nó không ơi. Thôi, tôi gạt nó rồi, tôi lấy đồ, tôi còn lấy xe đi nữa. Thôi, cho tôi chém nó. Bạn này hết chửi mấy con lợn thánh giáp rồi cái này giờ tới. Đi đi đi, đi nhanh lên, nhanh lên. Ra công thằng chảo không? Nghèo quá. Nghèo quá trời nghèo luôn. Công thằng chảo luôn nhá. Xe này. Ra giết thằng chảo luôn nhá. Xe này tên ơi. Ôi. Ui. Chắc nó lùi rồi. Nó lùi rồi. Hồi nãy nó bắn đâu gần em á anh ơi. Ui sao có cái xác nè ông ơi. Thế à? Có khi nào nó chết rồi không nhỉ? Xác ngay dưới cái chảo luôn nè. Hay là nó bị giàn giáo bắn. Em cũng thấy giật. Giật có khi team khác đến ấy. Ui không ai rước em hết vậy. Ông nội con gà này. Cứ ở đấy đi. Thôi. Đây anh Quang đón. Xe tới. Xe mới chạy qua nè. Chạy qua ở đâu? Ui trong nhà nè. Ui. Ui. Ba bốn thằng luôn kìa. Khỏi chống. Đồ. Nghe tiếng xe tới mà. Ừ anh vừa thấy nghe thấy cái thấy nó từ ở dưới kia nó bắn mình luôn rồi. Không phải. Cái này. Bốn thằng á. Bốn thằng á. Dữ quá. Sao anh bỏ cái thính mình đi vậy? Không bỏ đi để chết à? Bắn thính thì bọn nó tới đông rồi. Em nói tình đó. Đầu anh vẫn ở đấy mà. Anh ở câu quá. Ủa đằng sau luôn nè. Ông để tôi chạy bộ tôi bị nó bắn thấy mẹ. Sorry bạn nhé. Hai tem. Mày chết vậy con. Ghê. Mấy thằng này tôi làm được. Mất ba mạng rồi mới làm được à. Thực ra thì thôi ông. Khổ lắm thì tôi cũng muốn là bảo vệ đồng đội lắm nhưng mà là nó khó ấy. Cái khó này là lắm. Mệt ghê vậy. Ngồi ra lút cái thính đi. Đây ok. À bên sáu nhà có người á. Bên sáu nhà có người không ơi. Ok. Nãy ok. Nãy nó bạn. Là cái thằng gạt tôi giùm cái tiệm nè. Cày thế nhở. Ừ. Mà tụi này tới khi nào ấy nhở. Tới mà không biết luôn mà. Không em nghe tiếng. Con người kìa. Con người kìa. Con thằng kìa. Có. Bọt. Ui, sự thính chán thế. Chắc nó lút rồi á. Không, thính AMR với lại cái khẩu súng đạn xây nhé. AMR hả? Đúng rồi. Trời ơi, thế nào còn mỗi mình thế này, cuộc đời thật khó khăn đấy mà. Thôi ông gánh đi tụi tôi coi. Thôi được rồi. Trả thù được là vui rồi. Làm 4 thằng được là vui rồi đúng không? Còn 10 thằng mà ăn được 10 mạng là vui rồi. Đó 10 thằng thì ăn được 9 mạng thôi.
10 thằng rồi ăn cả 10 mạng này. Thế là tự ăn Nó để tự bọt á. tự ăn mình luôn hả? Thấy ông nó tôi nói là ông được 10 kill rồi. À. 10 kill thì cũng bình thường thôi bạn ơi. Cũng không phải là nhiều lắm. Má nghi nghi lắm nha. Sao lại nghi? Ai nghi nghi. Mẹ, Biết tôi mất niềm tin sao vô cuộc sống lắm bạn ơi. ngoài. Kìa bạn. Tôi chẳng qua tôi ăn may Ba đứa thôi. tôi bị một lần là ba đứa tôi tẩn tới già. Nếu mà Thì nó bị bao thêm một lần giờ nữa thì nói cho sao? ông đi ơi. Ý là ông nói ông có gì ông nói thiệt chứ tụi tôi không có giận, không có muốn chửi ông đâu, ông hiểu không? Tôi nghe lẳng lặng đi ra thôi, tụi tôi cũng không cho ông một vé cái gì đâu, chứ là ông thành thật là tụi tôi vui lắm rồi. Thực ra thì tôi có dùng tí thôi. Tí là tí gì ông? Thì tí chả nhẽ nói hết ra thì các bạn biết hết tí là được rồi. Thành thật xíu đi bạn ơi. Thì đấy, tôi thành thật rồi còn gì. Tôi có dùng Tí một là tí. gì? Tôi phải hiểu rõ cái tí của ông là cái gì. Tôi còn biết là trận sau có tiếp tục hay là không chứ. Thì tôi có hết một tí. Hát cái gì? Thì hack để bắn tốt hơn thì là hack hack cái gì? Nhưng mà bản hack này Ông có là chửi em nghe tiền nên sao là mà tôi hát độc được. thoại. Nhưng cái bản hack này nói chung là không bị phát hiện đâu. Yên tâm. Thằng lộn đợt trước cũng nói câu y chang ông Vai hồi thật không? Bà yên tâm, bản hack của tôi, bản hack 10 tỷ. Không bị ban được. Bạn hiểu này có vẻ uy tín hơn ông kia lên đạo, tại ông này nạp tiền. không? Ừ, thì đấy, thì tôi phải dùng bản hack uy tín thì tôi mới dám nạp tiền được chứ. Thực ra bản hack Có của tôi C2 thì đỡ luôn. nó chạy bằng cơm, thế nên là không phải sợ. Bạn hiểu Ông chơi mấy ngón? không? Ủa, tôi chơi 2 ngón. Điều. Nó thật mà. Ông lắc 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 cái cổ vậy mà ông kêu ông có hai ngón. Ok. Hai bàn tay ông có hai ngón thôi. Bạn sao nhỉ? Thế thì tôi chơi 3 ngón. Ông bị xoắn nào với mềm. Tôi chơi 3 ngón. Tầm này chắc trên đồi hết rồi nhỉ? Yeah. Ấy, thế này còn này. Đôi rồi, bên trái. Nhà đôi, nó khều không hả? Không, nó bắn ai? Nó gọi lại. Nó gọi ông ấy, chứ tôi không thấy nó bắn ai hết á. Mày Bắn ai nhỉ? đi luôn. Ôi, ao bo. Lấy xe nó đi luôn. Gắn tóc một luôn đi ông ơi. À, bẩn nóc kìa. Chả nóc hay sao? À, nó chạy ra bên ngoài đấy. Ui, trời ơi. Mấy con lợn Indo này. Bo Xin xấu lỗi nhỉ? nha. Thằng dưới đồi này thì cứ để nó nguyên đi. Ơ, nó còn đứng nhìn gì Kìa, kìa. nó đứng nghe không? Nó đứng kìa. Cay thế Ơ, nhở? hai thằng luôn rồi. Ôi trời ơi. Biết thế mới đẩy lên đồi ạ. Bắt cái bọn ngoài này làm cái gì nhở? Biết thế đã vào. Hai. Chết, hai thằng này chết thôi, hai thằng này phải chết. Hai chết bo. Thấy nó ngáo ngáo đấy cũng thèm cơ.
Xe trong. Nhà máy. Có hai trên đài đá nha em ơi. Nhà máy có luôn kìa. Ừ. Nhà đá có luôn anh ơi. Nhà đá có. Nhà đá gần nhất á. Chưa có súng nè Tình ơi. Wow, lạc vào đây là sai lầm đấy. Trước mặt nè. Thằng này đẩy luôn à. Rồi. It's Sunday. Yeah, work. Nó đang bơm máu. Lắc đòi hoài à. Cứu nè. Ok. Quay hết chưa ta? Hết. Thôi, vô đi. Má lẹ quá. Đi qua kia rồi đưa. Gắn dây là không có lụm được. Đi đâu vậy? Có người nhà thờ, có người nhà thờ. Một tim luôn kìa. Đẩy hả? Đẩy chứ sao, thằng kia chạy rồi. Đó, nó dừng mà, nó dừng mà. Dừng ở đâu? Chạy luôn hả? Nó hơi dơ vậy. Nó bắn xong lấy xe nó đi luôn mà. Vô được, chưa vô được. Đồ đủ thôi là được rồi. Bay xuống đây. Yếu rồi đó, yếu rồi đó. Đỡ hôm sao được. Ốp này, bắn đi. Ủa, bảo sao nó chạy dữ quá. Nó chạy xa để bắn ốp đấy. Chỉ bậy thôi. Lên luôn nào. Mở cánh khúc này kìa. Thấp hơn nó quá. Kìa. Đông, 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 đông. Nó vô rồi, nó vô rồi. Nó không dám vô đâu. Này có thằng nghe gì mà. Hai team à? Ừ, hai team hay sao ông ơi, tụi nó bắn nhau mà. Mình gạt khổ. Clear một. Mình clear một. Chưa thấy. Lùi về sau rồi. Tôi thấy nó bắn nhau với ai mà ta. Không còn ông ơi, còn. Đâu? Chứ không bảo hết đâu. Kìa, ai thả smoke kìa. 125. Thả smoke ra kìa.
lên không? Coi nha My. Coi sao em lên luôn mà. Tường cao quá Ní ơi. Thấp thôi, thấp thôi, thấp thôi. Ok. Lui lui lui. Còn một trên đầu này, trên đầu em nè. Còn một nữa. Lui 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 lui, bỏ lui luôn, bỏ lui luôn. Nó em nè anh ơi, nó bên em nè. Thật á? Ờ, mới nghe tiếng chân nó chạy tông 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 tông. Trời ơi, sốc gần bắn xa. Má sao tôi vết ghê vậy? Ờ, ổng bắn đi vết nãy giờ mà lý. Thằng này cũng DPS nè. Có Ruya nè, anh bắn không? Không, bắn đi. Nhà này cũng không. À, đây. Á đồ. Cúc đá, cúc đá. Đi kiếm nó. Không, đi đâu đây? Kìa, có một thằng thôi mà. Góc đá nào bên em ơi? Đây, đá này nè, ngay góc cây nè. Xây, thấy nó xây, đây nó chạy vào bo này. Trời ơi, nó giữa đường kìa. Xong luôn đi mày. Trời ơi, thấy nó xây chạy như nào. Chịu giời.